trận mèo số 6 của nữ. Tô Nguyễn Lý Tuyết của Hà Nội mang trang phục màu đỏ giữ. Tô Nguyễn Thị Hiền của Bắc Giang mang trang phục màu đỏ. Mời hai đô vào nghe trọng tài chống xe đạp. Các đội chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Hiện nay ở đầu mèo nhất, Đô Mai Huy Hoàng của Hà Nội giữ Đô Vũ Văn Ngọc sau khi thắng ở leo đường Bắc Giang theo hai đô chuẩn bị trang phục của thi đấu. Rồi, xin mời hai đô vào giữa giới. Công bố kết quả các vật vừa qua với một đoàn kỹ thuật đánh từ trong ra ngoài. Đô Nguyễn Thu Hiền của Bắc Giang toàn thắng giải leo số 6. Xin trân trọng và kính mời ông Nguyễn Thành Vinh đại diện tổ trọng tài nên trao leo số 6 cho Đô